là người xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Lâu lâu có dịp hai chị em ngồi tâm sự ha. Cháu biết mệt hả? Bà cũng mệt lắm. Cũng ngộ ghê. Bây giờ ba mẹ từng tuổi này rồi không lẽ không được một lần bận áo cô dâu sao ta? Không nghĩ tới cái điều đó hả? Trời ơi, già rồi chứ phải kiếm chồng chứ kén chọn hoài chi vậy? Thiệt ra là em cũng muốn có chồng, mà cái mối tình mà em ao ước nó phải lãng mạn. Nè, đó, thì giống như cái phim Hàn Quốc mình đang coi rồi đúng không? Nhưng mà em kiếm hoài không có người đàn ông là hoàn hảo hết. Ví dụ như chị có, chị giới thiệu cho em đi. Được thì tiến tới luôn. Tưởng chuyện gì, yên tâm, để chị lo. Trời ơi, tới rồi, tới rồi. Trời ơi, tới trước không tiếng luôn vậy đó. Đẹp trai không nữa chị? Trời ơi, trời. Em đẹp chưa, em đẹp chưa? Chừng nhạc đẹp. Dạ, chào anh. Cả buổi sáng nay em đợi anh đó. Cũng may là anh đã tới rồi. Chào anh Quốc Hùng. À, dạ chị, em có Quốc Hùng chị. Em là nhân viên giao hàng. Nhân viên giao hàng. Em bị kẹt xe nên em tới trễ. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm chị. Cái gì vậy? Giới thiệu người ta tự nhiên là nhân viên giao hàng là sao? À, thì là nhân viên giao hàng chứ làm sao? Vô đây. Chị, trời nghe lời chị kể á, là em nghĩ là Hường là một cô gái thùy mị, nết na, dịu dàng lắm không chị? Dạ. Chị, con trời ạ. Khách thì nó có khách á. À, chào em. Anh đợi chút xíu nha. À. Ủa cái cô đó là gì của chị vậy? Nhưng mà Hường có nhà không chị? Hường. Hôm bữa nghe chị giới thiệu em nôn quá, em muốn gặp Hường quá. Hường đó. Để từ từ hai đứa nói chuyện với nhau nha. Hường ơi. Ta đây cưng. Dạ, chị kêu em hả chị? Ừ. À, dạ, em chào anh. Quốc Hùng đó cưng. Anh chào em. Dạ, Quốc Hùng hả chị? Phó phòng ngân hàng đó. Rất hân hạnh được gặp em. Dạ, em rất hân hạnh được gặp anh. Theo lời anh được nghe thì anh thấy hình như hơi sai sai á nha. Anh nói sai sai là sai sai sao anh? Em á, em là em ngây thơ, em hiền lành, em thủy mỹ lắm á. Dạ. Anh biết Phạm Hương không anh? À, biết chứ. Dạ. Đẹp lắm đó. Dạ, anh đẹp thích lắm đó. Dạ, em là Phạm Hương. Có Phạm Thị Hương. Phạm Thị Hương. Dạ, em Phạm Hương. Phạm chị Hương. Thị bỏ lâu rồi. Chị biết chị Thị. Anh cao quá hả? Ờ. Anh cao mét mấy vậy anh? Anh cao có 1m85 mà. Ôi, 1m85 mà kêu có à. À vậy người phụ nữ nào á mà lấy được anh á chắc hạnh phúc lắm ha. Ủa, em nói vậy là sao? Thì á, suốt ngày á rảnh rảnh không có chuyện gì làm á, lấy cái nồi dẻ lau trần nhà nè, sạch sẽ quá trời luôn. Trời đất ơi, sao biết hay quá vậy? Trời ơi, nhà anh đó, đừng có nói với trần nhà nha. Mấy cái bóng đèn giống như vậy nè, anh tháo xuống lau sạch hết luôn. Ngày nào anh cũng tháo lau, mấy cái này nè, anh giới một cái là tới liền. Anh giới lên một cái, anh lấy xuống lau từng cái, từng cái, từng cái. Sau khi hả, anh đèn mình cá, ngay cái đất. Ủa? Ủa, cổ bị sao vậy chị? Em thấy đang nói chuyện mà những cái cổ đi chạy vô đó là... Ủa chị bị sao vậy? Chị có sao không? Chị chém ra. Ủa cái nhà này bị gì kỳ quá ta. Ủa chị có sao không? Em kêu bác sĩ nha. Không, chị đang bị tai biến. Chị trị hết rồi. Chết rồi, giờ không có được chị tai biến là nguy hiểm lắm. Trời ơi chị ơi, em kêu bác sĩ liền nha. Em gọi bác sĩ liền nha. Không, gọi bác sĩ liền. Không, không ổn đâu chị. Không, em thấy gì không ổn. Em cứ ngồi đi, em ngồi. Chị hít thở sâu vô chị ơi. Hít thở sâu vô. Chị hít quá luôn đó. Hít, bây giờ chị có sao không chị? Không, em ngồi đi, em ngồi đi. Em ngồi đi. Em lo cho chị, em lo cho chị mà. Không, cầm giường rồi chị. Ủa cái gì nhà này bị gì kỳ vậy ta? Em uống nước rồi em về đi. Uống nước rồi về. Ủa làm sao? Trời ơi cái gì mà kỳ cục vậy?
Con đứa coi trốn ở trong toilet luôn à, không ra nói người ta tiếng để người ta về. Không nổi, không có sức ra nổi luôn. Trời ơi, sợ nhất đàn ông mùi đó. Trời ơi, tối ngủ với chồng vậy á, giống như ngủ trong chuồng heo vậy. Mà công nhận cái thằng này nó ăn cái giống gì mà nó có mùi nó nặng dễ sợ. Em còn nhớ cái mùi của nó không? Nó nặng nặng, nó hành hành, nó chui. Trời ơi, tối nữa rồi, nhắc đi. Nhắc không mà cũng khó chịu nữa. Có kể đi, không có thằng này kiếm thằng khác. Trời ơi, Hường ơi, quá trời trai đẹp luôn nè cưng ơi. Trời ơi nè, body sáu múi cuồn cuộn, quá trời đẹp luôn vậy. Thiệt tình á. Nè, cái thằng này nghe là huấn luyện viên thể hình. Em mà lấy nó nghe, nó về nó huấn luyện em nghe, em như người mẫu luôn đó. Nè, cái thằng này chị thích nè, thằng này còn độc thân chưa có vợ nè, coi có được không? Coi. Đó. Thấy cũng thường thôi, chồng. Trai đẹp theo em đầy đó đó. Quan trọng là nhân cách kìa chị. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Thôi hẹn đại đi, tối nay cũng được. Tối nay hả? Thôi tối nay tao bận rồi, chắc để sáng mai được không? Ok không? Thì sáng, nó quan trọng gì đâu. Ừ, chảnh ghê. À, dạ chào chị. Ờ, vô nhà đi, đứng dễ. À, đứng lâu chắc mệt lắm rồi hả? Không sao đâu chị, dân thể thao mà, nắng mưa là chuyện nhỏ. Trời, đứng nhất hả? Này muốn sầu riêng chứ không phải muốn mít đâu. Trời ơi, nếu mà có hình thân hình đẹp như vậy á, chắc phải tập dữ lắm. Chị, em thấy cũng thường thôi mà. Ờ, nếu mà chị Dân với Hường thích á, thì mỗi buổi sáng Vũ sẽ ghé đây 2 tiếng để giám sát tập luyện. Bảo đảm sau 2 tháng là thân hình sẽ như con gái 20. Trời ơi, vừa có dốc dáng đẹp mà còn được tập luyện với trai đẹp nữa. Mình có đang nằm mơ không ta? Xong kêu vô đi. Mời vô. Hường nghĩ rồi, chắc là từ mai mình bắt đầu tập luôn nha. Ừ, mà Vũ nói trước nha, cái này tập rất là cực khổ đó nha. Ừ, không có sao hết á. Chị sẽ kiếm cho em một người đàn ông khác tuyệt vời hơn nữa chính lúc luôn.